Tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam vừa tổ chức lễ trao giải cuộc thi Nữ Doanh nhân với kế hoạch kinh doanh thành công và lễ ký thỏa thuận hợp tác thành lập văn phòng dự án hỗ trợ doanh nhân nữ nhằm nâng cao năng lực, khuyến khích các doanh nhân nữ sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu có chiến lược, kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả hoạt động. Tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh với 26,5% doanh nghiệp trong nước hiện nay thuộc sở hữu của các nữ doanh nhân, trong bối cảnh dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp do nữ làm chủ vẫn đang vững vàng, đạt mức tăng trưởng cao, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ khởi nghiệp và cho những nữ doanh nhân khác. Để khích lệ tinh thần làm việc, sáng tạo của các nữ doanh nhân, bên cạnh tạo ra cơ chế chính sách thuận lợi thì việc khơi dậy đam mê, khát vọng kinh doanh cho phụ nữ là rất cần thiết nhằm tăng sức đóng góp của phụ nữ vào tăng trưởng kinh tế. Bà Elbus Ackerman, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hà Lan tại Việt Nam cho biết, dự án nâng cao năng lực cạnh tranh trên môi trường số cho doanh nghiệp nữ làm chủ tại Việt Nam đang triển khai tại 25 nước trên thế giới, đã có 8 khóa học trực tuyến về sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Cuộc thi Nữ Doanh nhân với kế hoạch kinh doanh thành công đã thu hút hơn 600 doanh nghiệp quan tâm, tham gia học tập, trao đổi và được tư vấn hướng dẫn về cách lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó có 60 bài thi lọt vào vòng chung khảo. Các kế hoạch kinh doanh này đều do các nữ doanh nhân tìm hiểu, nghiên cứu, viết theo hướng dẫn và tư vấn của các nhóm chuyên gia từ Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương.